Chẳng phải đã từ qua một lần rồi sao? Cần giết lại à? Nhất quân nhất sự. Nàng chưa khỏi bệnh, hãy đi nghỉ đi. Phu quân, thiếp muốn đi đón Bạch tỷ tỷ. Không đón. Hiện giờ việc của ta đã làm xong rồi. Hai chúng ta cùng đến Hào Sơn. Vậy thiếp sẽ đi trước. Nàng quên mình là ai hay sao? Trước bao nhiêu cặp mắt, ta chưa đi, sao nàng đi trước được chứ? Nhưng nghĩ tới Bạch tỷ tỷ, trong lòng thiếp lại thấy đau xót. Hết chuyện này đến chuyện kia, cho tới khi nào mới kết thúc đây? Sắp kết thúc rồi. Sắp kết thúc rồi. Phu quân, nếu trong lòng chàng thấy khó chịu thì cứ mắng thiếp. Tại sao ta lại mắng nàng chứ? Bộ ta bị điên hay sao? Biết bao nhiêu việc chàng có thể mắng người khác, trong lòng buồn bực biết bao. Không sao Quỳnh Ngọc, nước Tần thực sự đã đi tới ngã rẽ rồi. Phân loạn như vậy, Doanh Tứ không gặp chàng bàn về quốc sách lần nào sao? Tên tiểu tử này, thiếp đi gặp nó. Quỳnh Ngọc, nàng hãy nghe ta nói. Ngồi xuống trước đi. Tân Quân không còn là Doanh Tứ của ngày xưa nữa. Ngài ấy đã là một quân chủ rất có chủ kiến. Quốc sự công khí trộn lẫn quyết thân tư tình, chỉ có loạn hơn. Chúng ta phải cho phép cậu ấy được tự chọn phương lược, lựa chọn thời cơ. Thái tử đã xa nhà, tự lực cánh sinh từ lúc thiếu niên, dĩ nhiên có khoảng cách so với chúng ta. Muốn cậu ấy hết lòng tin tưởng ta, giống như Tiên Quân, là không thể. Đại nghĩa bất cầu tiểu tình, chỉ cần Tân Quân hộ pháp hộ quốc, bất kể ra sao ta cũng đều ủng hộ cậu ấy. Điều ta đang lo là ta cảm giác được có một thứ gì đó. Ta đang đợi bọn họ lộ diện từ trong bóng tối. Mụn nhọt chỉ có thể dỡ ra, đại cuộc mới sáng tỏ, thì ta mới đi được. Chàng đưa thư từ quan là muốn dụ bọn họ ra mặt. Nàng nghĩ sao? Dù sao đi nữa, mùa đông năm nay phải rời bỏ Hàm Dương, thiếp thực tình không chịu nổi nữa. Được, nửa năm. Nửa năm. Cung điện mênh mông này sao có cảm giác xa lạ với ta như vậy? Ở đây không có khói bếp làm sương, không có tiếng chim hót chó sủa, chỉ có sự trống trải vô biên, chỉ có sự chiêm nghiệm lạnh lẽo. Doanh Tư, ngươi có thể trở thành linh hồn chủ tể của vùng đất miếu đường này hay không? Công phụ ơi, người đi rồi, người của người đều trở thành xác không hồn. Có người muốn chết, có người muốn ra đi, cũng có người muốn bỏ bê quốc sự. Ngay cả Thương Quân thần thánh cũng như vậy, không cầm cự được nữa, ai cũng muốn đi. Thật không hiểu nổi, không ai muốn phò tá Doanh Tứ, cũng không có ai muốn vạch kế sách cho doanh tướng. Công phu, người có thể hội tụ nhân tâm trên người của mình, doanh tứ có thể làm được không? Ông trời ơi, doanh tứ có thể tạo dựng được thành tựu trong miếu đường này hay không? Doanh tứ sinh ra có công phụ và thương quân là may mắn hay không may mắn? Trời ơi, lão thái sư, ông đang làm cái gì vậy? Trống khuyên gián ở đây ai cũng đánh được mà. Thái sư gặp quân thượng đâu cần phải đánh trống khuyên gián, để cho tại hạ vô báo cáo là được rồi. Tiếng trống vang lên, quốc quân đăng chính điện nghe tâu. Quốc quân đăng chính điện, người đánh trống Tân Kiên. Sử quan vào chỗ, hãy ghi lại lời khuyên gián. Lão thần Cam Long tham kiến quân thượng. Lão thái sư, mời ngồi. Lão thần lo cho nước Tần, không thể ngồi yên. Vậy thì xin nghe lời khuyên gián của lão thái sư. Sở dĩ lão thần cầm kim lệnh tiễn đánh trống khuyên gián cầu quân thượng, vì nước Tần đang gặp nguy nan, nhất định phải nói. Ủa? Nước Tần nguy nan ở đâu? Trước khi tiên quân qua đời, lão thần đã thẳng thắn can gián tiên quân biến pháp 20 năm công chiếu thiên hạ. Nước Tần giàu mạnh, lão thần và quốc dân đều rất biết ơn. Nhưng mà hơn 20 năm qua, quyền thần lãnh chính Thương Ưởng chấp pháp chuyên đoán, hình phạt có nhiều sơ sót, khiến cho án quan chồng chất, người lòng căm phẫn, khiến cho nước Tần biến pháp gánh lấy tiếng xấu khắc chính, khiến cho thiên hạ dè biểu. Nay Tân quân vừa kế vị, Hàm Dương lệnh Dương Thức bỏ bê quốc sự, xông ra thành loạn pháp. Vụ này không giao cho đình quý phủ, do Thương Ưởng đích thân xử trí, nhưng chỉ phạt bổng lộc nửa năm, cho phép Dương Thức vẫn tại chức làm việc. Tần pháp có định, thần dân liên tọa đều có trách nhiệm tố giác, quốc phủ phải xét xử công chính tội tố giác, thông lệnh triều giả. Nay lão thần y pháp tố giác Thương Ưởng tội làm trái luật, và xin truy tố Thương Ưởng tội chấp pháp từ trước tới nay, để chỉnh đốn Tần pháp, trấn an lòng dân. Lão thần rất mong hoàng thượng minh giám tấm lòng hộ pháp quốc của lão thần. Chuyện của Dương Thức, bổn công đã biết từ lâu. Thương Ưởng chấp pháp, tránh đình quý phủ và xử lý thiên vị, quân thượng có biết cũng không được bao che. Lão thái sư, ông đang uy hiếp bổn công sao? Lão thần rời chính nhiều năm, lo cho nguy cục của bang quốc mà ăn ngủ không yên. Được, lão thái sư tố giác đã vào quốc sử, dĩ nhiên bổn công sẽ xử theo pháp độ. Vậy thì lão thần cáo từ. Triệu huynh tới đây. Không thể gặp lại lệnh huynh Triệu Kháng. Mong nén đau thương. Triệu Kháng phạm pháp, tôi buồn do bất hạnh, giận vì không nên người. Quốc sự tư tình bên nặng bên nhẹ, tôi còn biết phân biệt. Tiên sinh từ Tác Hạ về đây, cho hỏi gặp ta có chuyện gì không? Trước tiên, thương quân có thể thứ tội cho lời của tôi hay không? Vừa muốn nói, vừa xin thứ tội trước. Tiên sinh đúng là một người thông minh. Trước tiên phải giữ mạng mà. Triệu huynh tự quyết định. Nên nói thì nói, không nên nói thì đừng nói. Hành sự theo pháp, ta chưa bao giờ thay đổi. Do hỏi thương quân làm chính trị tự so bì với ai? Cầu chân trọng thực, ta chính là ta, không tự so bì với bất cứ ai. Thương Ưởng trị tần, không nghĩ đức quá, chỉ dựa vào hình pháp. Tội nhẹ trọng hình, lạm sát vô cớ. Thứ dân quốc dân, liên tọa thương tàn. Công thất quý tộc, hình phạt gán thân. Dân có tai họa, không cứu còn giết. Kéo binh chiếm đất, uy bức khắp nơi. Khác một trời một vực với Bách Lý Hề. Việc làm của ngài mất hết nhân tâm, sẽ không được dài lâu. Chắc là Triệu huynh đã mưu sẵn lối thoát cho ta rồi. Giờ đây Tần Công đã quy thiên, tình hình của ngài đang nguy cấp. Đại thế nước Tần, công thất quý tộc chờ đợi thời cơ, quốc dân chuẩn bị hành động. Tại hạ cho rằng thương quân nên nhanh chóng quy ẩn phong địa, xin Tân quân đại xá tội phạm, khôi phục dương đạo, dẹp yên oán hận của thần dân, biết đâu sẽ được an toàn. Nếu ngài không biết hối cải, ỷ được trọng dụng tích quán, thì ngài sẽ bị nguy nan ngay. Thương quân nói đâu có tội. Triệu Lương ơi Triệu Lương, ngươi tới du thuyết thay cho người khác, thật sự có lòng. Đây là những lời tận đáy lòng của tôi, không liên quan tới người khác. Thứ lỗi cho ta nói vài câu, ngươi hãy về mà nói lại. Mời thương quân nói. Cách nói ỷ đức ỷ lực là lập luận Diễn Đông của thời xưa, ta không cần phản bác. Xuân thu đến nay, danh sĩ lấy việc bảo vệ bản thân là thành tựu chí cao, không thiếu loại người đó. Nhưng mà thế gian này vẫn còn một loại người khác nữa. Họ không bao giờ tính toán sống chết của bản thân, càng không lấy đó làm căn cứ để tiến lui. Quốc gia muốn lớn mạnh thì phải trả giá bằng máu. Máu của dân chúng, máu của quý tộc, máu trên chiến trường, máu trên hình trường, máu tráng liệt, máu oan khuất. Quốc gia là một đại thủ, quốc quân nên dũng cảm dùng máu tươi tưới nó, mới có thể phát triển mạnh mẽ không dứt được. Đổ máu vào quốc gia, tất nhiên cũng bao gồm máu tươi của Vệ Ưởng. Hôm nay Vệ Ưởng nói rõ với tiên sinh, cũng nói rõ với người sau lưng tiên sinh biết. Sinh mạng của ta, nơi nương tựa của ta, mãi mãi cùng tồn tại với Tân Pháp nước Tần. Ngoài điều đó ra, không còn gì khác hết. Thương Ưởng chấp pháp, tránh đình quý, phủ sự thiên dị. Thượng đại phu, chuyện này nên xử lý thế nào? Lý nào là vậy? Những điều Cam Long tố giác đều nằm trong pháp độ hết. Không được nói lý, chỉ được nói pháp. Quân thượng, theo ý của quân thượng nên xử lý thế nào? Giao cho đình quý phụ xét xử, đồng thời thông báo cho thương quân. Quân thượng, việc này có nguyên nhân, sao có thể hỏi tội thương quân? Thượng đại phu quá lời. Xét xử không có nghĩa là hỏi tội. Thần tuân lệnh.